toàn thể quý vị và những các bạn bè thân thương của mình. Quý vị có thấy không, phía đằng sau kia là một màu tuyết trắng và nhiệt độ bây giờ đang là âm 14 độ C. Tuyết đã rơi vào chiều ngày hôm qua, là hai cô đã quay cho cả nhà xem rồi, là nhiệt độ hôm qua thì cũng khá là lạnh, nhưng mà ngày hôm nay thì lạnh hơn. Và bây giờ nó đang là vào khoảng 6 độ F, tức là khoảng âm 14 độ C. Và cái lớp tuyết nó đóng rất là dày. Quý vị thấy bây giờ hai cô đi thử cho cả nhà xem nhé. Lớp tuyết nó rất là dày và cái lớp tuyết nó rất là tốt. Đó, cả nhà thấy không? Nó rất là sốt luôn, tuyết nó vô cùng sốt luôn, cả nhà thấy không, tuyết sốt này, tuyết nó vô cùng sốt. Và cái cảnh thì đương nhiên nó rất là đẹp, nhưng mà nó khá là lạnh và cây cối thì nó đóng băng hết trơn. Bây giờ thằng cô nên ra ngoài quay một chút cho cả nhà thấy được cái không khí, thấy được cái khung cảnh tuyết mà rất là đặc biệt, vì cái tiểu bang Texas là một cái tiểu bang rất hiếm hoi khi mà có tuyết. Và thằng cô ở đây 2 năm thì tuyết nó chỉ có được vào năm 2019 một chút xíu với tuyết đồng hồ, nhưng mà nó không có nhiều như thế này. Rồi ngày sinh nhật của Hasuko là ngày 10 tháng 1 vừa qua thì tuyết nó cũng có rơi, và ngày hôm đó thì nó cũng lạnh, nhưng mà nó không có lạnh như ngày hôm nay. Hôm nay thì nó tới âm 14 độ C và cái lớp tuyết nó dày như thế này luôn. Đây Hasuko bóc lại cho cả nhà xem nhé. Đây, cả nhà thấy không? Cái lớp tuyết nó dày mà nó xốp như thế này luôn. Đó, đó. Một vòng để làm video và làm tư liệu lại, kỷ niệm lại một ngày tuyết rơi lại âm 14 độ C. Wow, khá là thú vị nhé, nhưng mà rất là thú vị.